Cái này cây trung nu nha mấy bạn. Cây nu mà lá trung đó nha các bạn, trung nu á. Nu lục cục lục cục, trung nu mà bạn thấy cái hoành lớn hết hồn luôn các bạn. Bự lắm. Đó, bề ngang đó, bề ngang của chai nước đó nha các bạn, mà thấy không? Nó nằm nguyên một khối, nó nhảy ra rồi. Nguyên cái cụm này là mình bự quá các bạn ơi. Phải cánh chục gì. Là nó có mấy cây nó tràn vô nè các bạn. Còn như hai như cái cụm chỗ này là khoảng 50 nè, cụm chỗ này nãy mình đo khoảng 50 năm mấy nè. Còn như nguyên một cái khối bự này là chắc khoảng 80. 80 các bạn. Có mấy những cây tử nó nằm. Có nó nguyên một khối nằm đó. Trung nu nha các bạn. Còn cái chiều cao của cái cây lớn nhất này là 1 2 3. Chiều cao của cây lớn nhất này là khoảng 67 nha các bạn. 67 68 á. Chiều cao của cây lớn nhất này nè. Chiều cao của cây kế tiếp này là khoảng 22. Mới chắc kêu 10 tiếng dính quá trời. Cây này mới bứng về mà. Về này được mấy bữa là đục lại. Nhiều quá trời các bạn. Thấy không? Trung nu mà cỡ dày là bự lắm nha, chứ không phải nhỏ ở đâu, không phải cây nhỏ ở đâu. Có một cây bự với ba cây nhỏ nằm ở dưới nha các bạn. Có một cây nhỏ nằm sao nữa. Sao mà nè, 1 2 3. Cái một cây nó dắt vô, nó nhảy từ cây bự này ra nè. Trung nu nha các bạn. Trung nu mà được cái bụi vậy là bự lắm. Quá bự. Rồi để vô này. Để hầu gì chỗ nào cũng có rễ hết. Cái mai chân thủy mà. Cái này mới làm lại thôi. Cái này nói chung phải lấy cái máy rửa ra lại hết, nhìn nó sạch lên vàng nu nó mới đẹp. Là nhìn nó sạch cây các bạn, cây mình không bị nhiễm nấm mốc bậy bạ. Có cái máy rửa các bạn, rửa sạch rồi. Cây gì đâu đầu rửa rong rêu rồi cho đỡ nấm mốc. Cây mình nó khỏe mạnh. Trung nu nha các bạn. Trung nu mà cả vậy là bự lắm. Mấy tôi để cái gang tay ngay mặt tiền luôn nè. Bự hơn một gang tay luôn nè. Gang tay tôi 23. Cái mặt tiền chỗ này là từ cái đế bên đây kia qua cái đế bên đây là khoảng 25. Từ đây qua đây là khoảng 25 26 không? 25 26 cm á. Trung nu nha các bạn. Nên bán một số phôi. Này cũng mưa quá trời, dưới quê mưa dữ lắm. Biết mấy chỗ khác có mưa không? Này mưa tối ngày. Trung nu nha các bạn. Nuôi lắm, cây này cũng nu ha. Thế hệ giống như thế hệ đời trước á, cây này là coi như thế hệ trước rồi, tại cái hoành bự rồi. Mà nu quá trời. Mấy em thui thui lùi mà nu quá trời này ơi. Này nu tốt, giống nu tốt, nu cục 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 bự không. Trung nu nha các bạn.